quý Phật tử và quý khán thính giả thân mến. Có thể nói rằng chúng ta đã rất may mắn khi chứng thực một vị chân tu dư sư Minh Tuệ, khi hình ảnh của sư đang làm hiện rõ thời kỳ lịch sử xa xưa của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tu hành được quả trị chánh đẳng chánh giác. Sư Minh Tuệ tuy mang thân hình phạm, nhưng linh hồn thật sự rất phi phạm. Linh hồn của sư là kết quả của quá trình công tâm chung thủy của nhân thiện lành, buông xả và giác ngộ. Có thể sư không phải là Phật hay là Bồ Tát giáng thế, nhưng con đường tu hành chân chính và sự kiên trì khổ hạnh suốt 6 năm của sư Minh Tuệ đã được nhiều người dân và Phật tử coi sư như là một bậc thánh nhân, một vị Phật sống, mỗi bước chân của sư trên con đường tu tâm và giác ngộ đều thu hút sự quan tâm của đông đảo quần chúng. Sự minh tuệ là một hiện tượng đặc biệt mang lại thiện cảm lớn, xúc động mạnh cho nhiều chư tăng ni Phật tử đến cả những người ngoài đạo. Thời gian qua, khi trên mạng xã hội có rất nhiều thông tin về hành trình của sư Minh Tuệ, thế nhưng vẫn có không ít câu hỏi mang tính cá nhân được đặt ra. Mọi người không khỏi tò mò về việc sư sinh hoặc ăn uống tắm rửa như thế nào khi có hàng ngàn người dây quanh như vậy đặc biệt là dấu hội lớn về sự kỳ lạ của mùi hương tỏa ra từ sư thu hút rất nhiều bướm bay tới đầu trên y áo vậy mùi hương kỳ lạ đó là gì tại sao sư minh tuệ không tắm nhưng vẫn tỏa ra mùi thơm kỳ lạ như vậy tất cả sẽ được chúng tôi giải đáp trong video ngày hôm nay kính thưa quý vị cách sống và tu hành của sư Minh Tuệ có sự kiên định và quyết tâm tuân thủ khổ hành đầu đà đến mức tinh tấn cao nhất. Trong khi đó, 13 hạnh đầu đà là một trong những phương pháp tu hành nghiêm khắc nhất trong Đạo Phật. Yêu cầu người tu phải có sức khỏe, có tinh thần kiên định sắc đá, có sự rèn luyện chịu đựng và thực sự buông bỏ được tất cả những tiện nghi, vật chất để đạt được sự thanh tịnh tối thượng trong cơ thể cũng như trong tâm hồn. Chúng ta đều đã thấy trong quá trình đi bộ, sư luôn nhặt những tấm vải dứt ở bên đường hoặc là trong thùng rác nghĩa địa rồi tự mình may vá lại thành quần áo để mặc. Bộ tối thì sư thường nghỉ ngơi ở bên đường gốc cây, ở nhà hoang hoặc là nghĩa địa và chỉ ngủ ngồi và không bao giờ nằm xuống. Trong những chuyến hành trình dài, nếu gặp các cây xăng thì sư sẽ xin nhờ sử dụng nhà vệ sinh. Nếu không có nhà vệ sinh thì sư sẽ dùng chai nhựa để giải quyết nhu cầu cá nhân và cẩn thận mang theo chai nhựa đến khi nào gặp thùng rác thì vứt vào chứ tuyệt đối không quăng bừa bãi dọc đường. Nếu đi trên đường gặp con sông con suối thì sư sẽ dừng lại tắm rửa hoặc giặt y áo. Sư chỉ tắm 15 ngày một lần có khi cả tháng trời mới tắm một lần. Và mới đây, khi người dân tìm đến căn chòi đơn sơ của sư Minh Tuệ từng tu tập tại đây, người ta đã phát hiện ra một hiện tượng rất kỳ lạ. Chủ nhân của đoạn video này chia sẻ rằng, anh cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi thấy một chú bướm có màu đen có chấm xanh dương đậu trên khu vực dành cho những ai muốn đến đảnh lễ sư Minh Tuệ. Điều đặc biệt nhất là khu vực này rất đông người, nhưng chú bướm dẫn đầu tại đó, dậy cánh mà không hề tỏ ra sợ sệt khi có con người. Không những vậy, nó còn liên tục bay vòng tròn khiến cho nhiều người cảm thấy ngỡ ngàng. Họ cho rằng động vật cũng có tánh linh và chú bướm này đang đảnh lễ bậc chân tu đó là sư thầy Minh Tuệ. Mặc dù trong căn chòi đơn sơ của sư Minh Tuệ chẳng có bất cứ một pho tượng Phật nào, hay vật dụng gì liên quan đến việc thờ cúng. Thế nhưng, bất cứ ai đến đây cũng đều cảm thấy một nguồn năng lượng tích cực của sư Minh Tuệ tỏa ra. Họ dần cảm thấy dường như sư cùng giới đạo hạnh của sư vẫn hiện diện tại nơi đây. Tuy nhiên, có một điều kỳ diệu và khó tin về sư Minh Tuệ chính là dù sư không tắm rửa thường xuyên, cơ thể của sư lại không hề có mùi hôi như người bình thường sao vài ngày không tắm. Thấy vào đó, nhiều người từng có cơ hội tiếp xúc gần với thầy kể rằng, cơ thể Sư Minh Tuệ luôn tỏa ra một mùi thơm đặc biệt, giống như mùi trầm hương thanh khiết. Điều này thực sự là một điều kỳ lạ và khó giải thích bằng lý luận thông thường. Sư Minh Tuệ gần như không có mùi hôi cơ thể, dù phải trải qua nhiều hoạt động mạnh hay sống trong điều kiện thời tiết nóng bức trong giáo lý phật giáo và qua những câu chuyện về các vị sư tu hành có nhiều điều kỳ diệu được ghi lại liên quan đến việc các vị sư có thể duy trì trạng thái thân thể thanh tịnh và thơm tho mà không cần thực hiện các hành động như tắm rửa theo cách thông thường trường hợp của sư minh tuệ cũng không ngoại lệ và việc sư không tắm rửa nhưng vẫn có mùi thơm đã thu hút sự quan tâm và ngưỡng mộ của nhiều phật tử Việc này có thể được giải thích bằng hai lý do như sau. Thứ nhất, dưới góc nhìn của khoa học, đến từ thói quen ăn uống, chế độ ăn chay trường và chỉ ăn một bữa một ngày. Sự minh tuệ duy trì chế độ ăn chay trường không tiêu thụ các thực phẩm có nguồn gốc từ động vật. Thực phẩm chay mà sư minh tuệ tiêu thụ thường là các loại rau, củ, quả, ngũ cốc và các sản phẩm từ thực vật không qua chế biến phức tạp không sử dụng các gia vị nặng mùi hay dầu mỡ. Thực phẩm chay thanh đạm, thường nhẹ nhàng và dễ tiêu hóa, không tạo ra các độc tố và mùi cơ thể như thực phẩm từ động vật. Sư Minh Tuệ chỉ ăn một bữa vào buổi trưa theo đúng giới luật của Phật giáo. Việc này giúp cho cơ thể thầy không bị tích tụ thức ăn và các chất độc hại, từ đó giảm thiểu mùi hôi cơ thể thói quen ăn uống điều độ và thanh tịnh này không chỉ giúp duy trì sức khỏe mà còn giúp cơ thể sư tỏa ra hương thơm tự nhiên thứ hai là dưới góc nhìn của tâm linh sư minh tuệ đã có một quá trình đủ dài để tu theo hành đầu đà với việc sáu năm bộ hành khất thực cơ thể của sư minh tuệ đã thích ứng với dạng vật chúng sinh tương thích với âm dương ngũ hành với sinh diệt của tự nhiên khi một nhà tu hành tỏa mùi thơm tự nhiên dù không tắm gội thường xuyên thì người đó đã ở một tầng giới khác lúc này thân xác họ chỉ là nơi cho linh hồn nương nấu sự tồn tại của họ là đạo hạnh cái đức cái nhân nghĩa sau một thời gian dài buông bỏ thế cho nên việc sư minh tuệ tỏa ra mùi trầm hương cho thấy rằng thầy sắp đạt đến cảnh giới cao nhất của một nhà tu hành Ngoài ra, sự thanh tịnh trong tâm hồn và cuộc sống giản dị cũng có thể là yếu tố giúp sư duy trì mùi hương tự nhiên. Khi tâm hồn không bị chướng bận bởi những lo lắng phiền muộn và dục vọng, cơ thể cũng sẽ phản ánh sự thanh khiết đó. Những bậc chân tu như vậy thì thường có tâm lý rất ổn định, ít căng thẳng và âu lo. Điều này đã giúp giảm bớt sự tiết mồ hôi do căng thẳng bởi vì thông qua thiền định giúp cho sư minh tuệ kiểm soát được tâm trạng và cảm xúc mặt khác mùi thơm của trầm hương là mùi thanh cao thoát tục mùi thơm ấy khiến người ta thanh thản những nỗi đau sự phiền muộn cũng bị mùi trầm hương làm cho tan biến tâm trí dần trở nên tỉnh táo sáng suốt và an nhiên trong thiền định mùi thơm của trầm hương làm khai mở các luân xa vị của trầm hương cũng đủ chua cay mặn ngọt tựa như vị cuộc đời đủ hỷ nộ ái ố do đó khi nhắc đến bụi trầm hương người ta thấy phản phất câu chuyện cuộc đời của những bậc tu hành đắc đạo đã thấy được niết bàn như sư minh tuệ những người đã thấm thía những hỷ nộ ái ố của cuộc đời rồi tự bản thân mình giác ngộ tự bản thân mình bước ra khỏi cảnh rừng mê tối phiền não nguồn năng lượng hạnh phúc từ những con người ấy mênh mông nhưng êm ái lan tỏa tới mọi người xoa so dịu những phiền muộn khổ đau trong đời đưa con người trở về trạng thái an nhiên tự tại do đó nhiều người cho rằng việc sư minh tuệ tỏa ra mùi trầm hương được xem là một trong những dấu hiệu cho thấy sự minh tuệ thực sự là một bậc chân tu sư minh tuệ sống với lòng từ bi vô lượng và trí tuệ sáng suốt giúp sư duy trì một trạng thái tâm lý và tinh thần cao thượng. Chính sự thanh tịnh và an lạc này có thể làm cho cơ thể thầy tỏa ra hương thơm tự nhiên. Mùi hương này không chỉ là kết quả của chế độ ăn chay và sự thanh tịnh trong tâm hồn, mà còn là biểu hiện của sự tu tập đến mức độ cao, nơi mà thân và tâm đều đạt được sự trong sạch và an lạc. Sự tỏa hương thơm của sư Minh Tuệ có thể là kết quả của việc tích lũy công đức qua nhiều kiếp sống những hành động thiện lành và sự tu tập kiên trì trong nhiều đời đã giúp sư đạt được một trạng thái thanh tịnh cao độ trong trạng thái này cơ thể của sư tự nhiên tỏa ra mùi hương thơm một hiện tượng hiếm thấy và đầy kỳ diệu mùi hương tự nhiên của sư không chỉ là dấu hiệu của sự thanh tịnh mà còn là biểu hiện của công đức vô lượng mà thầy đã tích lũy qua nhiều kiếp sống. Sư Minh Tuệ cũng đã quá giải nhiều nghiệp chướng qua quá trình tu tập khổ hạnh và nghiêm khắc giữa bản thân. Quá giải nghiệp chướng không chỉ là việc vượt qua những khó khăn và thử thách trong cuộc sống, mà còn là sự thanh lọc tâm hồn, loại bỏ những phiền não và uế tạp của kiếp người. Việc này giúp sư đạt được một trạng thái thanh thoát, không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố ô uế thông thường nhờ vào công phu tu tập sư minh tuệ đã vượt qua những ràng buộc vật chất và tinh thần đạt đến một cảnh giới cao hơn nơi mà cơ thể và tâm hồn đều thanh khiết sự thanh khiết này không chỉ thể hiện qua hương thơm tự nhiên tỏa ra từ cơ thể mà còn qua ánh mắt qua nụ cười và lời nói của sư minh tuệ những ai từng tiếp xúc với sư minh tuệ đều cảm nhận được sự an lạc bình yên và tỏa sáng từ sư minh tuệ sự kỳ diệu này còn có thể xuất phát từ nội lực và năng lượng tâm linh mạnh mẽ của sư những vị sư tu hành đắc đạo thường tỏa ra một năng lượng tâm linh mạnh mẽ năng lượng này không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần mà còn có thể tác động đến cơ thể vật lý giúp cơ thể tỏa ra mùi hương tự nhiên những người tiếp xúc với sư minh tuệ có thể cảm nhận được hương thơm này nhờ vào tâm lý ngưỡng mộ và sự kính trọng đối với sư Tâm lý tích cực này có thể làm cho người ta cảm nhận mùi thơm ngay cả khi sư không thực sự tỏa ra hương thơm. Không chỉ dừng lại ở việc lan tỏa mùi thơm vật lý hữu hình, mà ở sư Minh Tuệ thực sự đã tỏa ra mùi thơm của đạo hạnh của giới đức. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật đã dạy người Phật tử giữ đúng ngũ giới, siêng năng, bố thí, nhờ đó mà danh thơm tiếng tốt được mọi người xa gần điều quý mến bởi chỉ có hương người đức hạnh mới ngược gió tỏa đi khắp nơi theo kinh điển của phật giáo khi những vị ở cõi trời cao tái sinh đầu thai làm người vì một nguyên nhân hay là sứ mệnh nào đó họ có thể ít nhiều quên đi những ký ức cũ nhưng một số đặc điểm trên cơ thể vẫn khác biệt so với người bình thường chẳng hạn trên người khác vị ấy thường rất thơm dù làm gì cũng không tiết ra mùi cơ thể quá nồng hay là khó chịu như những người khác. Những vị chư thiên khi hạ thế để thực hiện một sứ mệnh cao cả hay là giúp đỡ chúng sinh, mang theo mình những dấu ấn của cõi trời. Họ có thể mang lại cho nhân gian không chỉ trí tuệ, sự từ bi mà còn cả những đặc điểm vật lý dược trội. Trong trường hợp của sư minh tuệ, vì cơ thể thầy tỏa ra mùi thơm tự nhiên dù không tắm rửa thường xuyên có thể xem là một biểu hiện của những đặc điểm này sự tỏa hương thơm từ cơ thể của sư minh tuệ chính là minh chứng cho một tâm hồn thanh tịnh từ bi và trí tuệ đây là một minh chứng rõ ràng rằng khi tâm thanh tịnh không bị ô nhiễm bởi tham sân si thì thân cũng tự nhiên trở nên thanh thoát và thơm tho sự hài hòa giữa thân và tâm của thầy Minh Tuệ là nguồn cảm hứng và là bài học quý báu cho tất cả chúng ta, nhắc nhở chúng ta luôn nỗ lực tu tập, giữ gìn sự thanh tịnh và trống sáng của tâm hồn để từ đó, cuộc sống của chúng ta trở nên an lạc và hạnh phúc hơn. Quý vị thấy như thế nào về mùi hương trên cơ thể của sư thầy Minh Tuệ? Xin để lại ý kiến dưới phần bình luận của video này hãy để lại những lời chúc an lạc đến với sư minh tuệ và cùng đồng hành trên bước đường tu tập chánh pháp của sư chúng ta cảm ơn sự quan tâm và theo dõi cùng quý vị xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo quý phật tử và quý khán thính giả thân mến cho đến hôm nay sư minh tuệ đã chính thức tạm dừng việc khất thực sau những ngày tháng bước chân không mỏi trên khắp nẻo đường việt nam chưa bao giờ chúng ta chứng kiến một sự kiện nhà sư tu hành mà lan tỏa mạnh mẽ tới quần chúng đến như vậy một cá nhân một con người nhỏ bé đầu trần chân đất đã khiến cho hàng triệu ánh mắt dõi theo từng bước không rời hàng triệu khối óc suy tư lo lắng cho sức khỏe và sự an toàn của sư hàng triệu con tim khắp mọi nơi trên thế giới dở hòa cảm xúc, chung một nhịp đập khi hướng về những giá trị cao đẹp của Phật giáo nói chung và của Sư Minh Tuệ nói riêng. Chúng ta cùng nhìn lại hành trình của Sư Minh Tuệ đã đi qua, cứ như một cuốn phim dài đang tạm kết thúc phần 1, bắt đầu bằng sự âm thầm và bình lặng chậm rãi, rồi tăng dần đẩy lên cao trào và kết thúc một cách đột ngột. Tuy nhiên, sự kết thúc ấy chỉ là sự chấm dứt cho những bước chân rong ruổi trên khắp các nẻo đường, nhưng chắc chắn sẽ là những khởi đầu mới cho con đường tu hành của sư Minh Tuệ, một vị chân tu trong lòng người dân Việt Nam. Bước chân dừng lại, con đường dẫn đi. Trong những ngày qua, hành trình khổ hạnh của sư Minh Tuệ đã thu hút sự quan tâm sâu sắc không chỉ ở Việt Nam mà còn lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội ở các nước trong đó có trung quốc tại đất nước hơn một tỷ dân này cư dân bạn nhiệt tình bàn luận về sư như một người tu chân chính đáng ngưỡng mộ sư minh tuệ được biết đến với lối tu hành khổ hạnh theo hạnh đầu đà một hình thức tu hành nghiêm khắc trong suốt hành trình của mình sư đi khất thực ở nhiều nơi không nhận tiền cúng dường chỉ ăn một bữa mỗi ngày. Sau khi khất thực, sư thường chọn nghĩa địa, địa hoặc những nơi hoang vắng để nghỉ ngơi. Hành trình này đã kéo dài 6 năm, đến nỗi chân của sư đã chai sạn dần do đi bộ quá nhiều. Cư dân mạng Trung Quốc đã có nhiều phản ứng và cảm nhận khác nhau về vị sư đặc biệt này của Việt Nam. Nhiều người tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ trước tinh thần và sự kiên trì của sư Minh Tuệ. Họ cho rằng sư là một minh chứng sống động cho sự tu hành chân chính, không bàn đến vật chất, chỉ tập trung vào con đường tu tập và rèn luyện tâm hồn. Một số khác lại liên tưởng đến hành trình của sư với vị cao tăng trong điện ảnh Trung Quốc như đường tăng trong Tây Du Ký. Người đã vượt qua vô vàng khó khăn để đạt được mục tiêu thỉnh kinh của mình hành trình tu tập khổ hạnh đầy gian nan của sư minh tuệ đã truyền cảm hứng cho những người đang theo đuổi con đường tu tập trong cả nước và còn lan rộng ra ngoài biên giới sang các nước láng giềng cũng như các nước ở châu lục khác tạo nên một làn sóng quan tâm lớn trên mạng xã hội trung quốc một sự chia sẻ được nhiều người đồng tình ủng hộ và chia sẻ rầm rộ tôi thấy những nhà sư khất thực như thế này nhiều lần nếu bạn cho anh ấy tiền anh ấy sẽ không lấy nhưng nếu bạn cho anh ấy đồ ăn anh ấy sẽ nhận đây là một nhà sư thật sự phật giáo đề cao một loại giác ngộ khổ hạnh là một giác ngộ việc làm trong chùa cũng là một loại giác ngộ nhưng dễ bị lạc trong chùa hơn người tu khổ hạnh sẽ không nhận đồ ăn thức uống khi đã no đến giờ ăn họ chỉ muốn ăn hai phần ba bát bố thí của mình thực sự tôi đã khóc khi xem video này nhìn chân của vị sư kìa nó đã chai sần hết đây là nhà sư của việt nam sao những người tu sĩ như thế này đáng để chúng ta tôn trọng tôi không ngờ ở việt nam có những tu sĩ như vậy chúc phúc cho đất nước việt nam ở trung quốc không có nhiều nhà sư như vậy đa số đều sống trong chùa to, ăn mặc sung sướng như thiếu lâm tự, không phải là một đoàn thể. Có những tu sĩ như thế này mang đến cho người dân một luồng gió mới. Tôi tin rằng sư minh tuệ của Việt Nam là một người khổ hạnh thực sự, nụ cười chân thật trên khuôn mặt, bộ quần áo chấp giá và làn da ngâm đen của sư là minh chứng cho cuộc sống giản dị và khổ hạnh không giống như một số người suốt ngày phát sóng trực tiếp, kêu gọi cúng tiền, muốn cả thế giới biết đến họ. Những tu sĩ như vậy không thể so sánh với những nhà sư chân chính như sư Minh Tuệ. Không ngờ Việt Nam lại xuất hiện một nhà sư như vậy. Có một vị đại sư đã nói rằng, dạng vật đều có linh tính, và chỉ khi con người đạt giới cảnh giới cao thì mới gọi là giải thoát những nhà sư như sư minh tuệ chính là hiện thân của cảnh giới cao đó sống một cuộc sống khổ hạnh đơn giản và trang đầy tâm linh họ là những người đáng kính trọng và ngưỡng mộ sư minh tuệ với lối tu hành khổ hạnh đầu đà đã từ bỏ mọi tiện nghi vật chất chỉ tập trung vào con đường tu tập và rèn luyện tâm hồn hành trình sáu năm qua của sư không chỉ là một cuộc hành trình thể xác mà còn là một cuộc hành trình tinh thần giúp đạt được sự thanh tịnh và giác ngộ trong xã hội ngày nay không phải ai cũng có thể gặp và nói chuyện với một nhà sư khổ hạnh thực sự số nhà sư như thế này rất ít và cơ hội để gặp được họ lại càng hiếm hoi hơn những người may mắn gặp được sư minh tuệ đều cảm nhận được sự bình an và thanh tịnh mà sư mang lại nụ cười chân thật trên khuôn mặt bộ quần áo chấp giá và làn da ngâm đen của sư là minh chứng cho cuộc sống giản dị và khổ hạnh khác biệt hoàn toàn với những hình ảnh nhà sư sống trong tiện nghi đầy đủ. Tất cả chúng sinh không phải ai cũng có cơ hội gặp được một nhà sư chân chính đi bộ như sư Minh Tuệ. Nhưng những câu chuyện về sư sẽ tiếp tục lan tỏa, truyền cảm hứng và gieo mầm lòng tôn kính trong tâm hồn của nhiều người trong sách kinh tương ưng bộ có viết rằng tu sĩ phật giáo là người từ bỏ nếp sống thế tục còn gọi là người xuất gia khép mình trong nếp sống đạo đức và hành trì theo pháp môn đã được đức phật thuyết định đầu tiên về xuất gia theo cuốn sơ đảng phật học giáo khoa thư xuất gia có ba nghĩa xuất thế tục gia tức là ra khỏi nhà thế tục, tức tình yêu và các mối quan hệ, hay là xuất phiền não gia, tức là ra khỏi nhà phiền não, tham sân si, và ba là xuất tam giới gia, tức là ra khỏi nhà tam giới, gồm dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Trong bài viết Phi Tăng Phi Tục trong tư tưởng của Thân Loan ở Nhật Bản, đăng tải trên tạp chí Nghiên cứu Phật học cơ quan ngôn luận của giáo hội phật giáo việt nam có giải thích bốn hạng xuất gia như sau thân lìa tâm chẳng lìa có nghĩa là thân đã chọn xuất gia nhưng tâm trí vẫn còn đắm mình trong cuộc sống thế tục dù họ ở trong tăng đoàn tâm hồn vẫn mơ mộng và ái mộ cuộc sống vật chất thứ hai là tâm lìa thân chẳng lìa ở đây thân xác vẫn ở trong cuộc sống gia đình nhưng tâm hồn đã chấp nhận thực hành đời sống xuất gia. Họ không mê mãi cuộc sống cám dỗ trần tục, mặc dù sống trong một môi trường hỷ nộ ái ố. Thứ ba là thân và tâm điều lìa. Cả thân và tâm tách khỏi cuộc sống thế tục. Người này đã xuất gia cả về vật chất và tinh thần, không bị lôi cuốn bởi những danh vọng hay là những cám dỗ vật chất. Thứ tư, thân và tâm đều không lìa. Ở hạng cuối này, cả thân và tâm đều bị kéo vào cuộc sống thế tục. Mặc dù có gia đình, họ vẫn mãi mê vào nhiều khía cạnh khác trong cuộc sống vật chất mà không ý thức hoặc nỗ lực để xuất gia. Sư Minh Tuệ, tên thật là Lê Anh Tú, không chỉ là một người bộ hành bình thường mà còn là biểu tượng của sự hiểu biết sâu sắc về tinh thần tu hành. Mỗi bước chân của ông không chỉ là hành động vật lý mà còn là một hành trình tâm linh, một cuộc phiêu lưu vào sâu thẳm của tâm hồn. Với định nghĩa về xuất gia trong sách kinh Tương Ưng Bộ, ta thấy rằng, sự minh tuệ không chỉ đơn giản là một người rời bỏ cuộc sống thế tục, mà còn là một người đã khép mình trong nếp sống đạo đức và tu hành theo pháp môn được Đức Phật thuyết định. Sư không chỉ là người bỏ nhà để tìm kiếm sự giải thoát cá nhân, mà còn là người tìm kiếm sự giải thoát cho mọi người qua hành trình của mình. Từ khi bước chân vào con đường tu hành từ năm 2017, nhưng mãi tới năm 2024, sư Minh Tuệ mới trở thành một biểu tượng trên mạng xã hội. Không chỉ bởi hành động đơn giản, mà còn bởi sự tinh thần và tâm hồn sâu sắc mà sư đã truyền tải chạm vào tận sâu thẳm của mỗi trái tim. Hình ảnh của sư một khước sĩ đầu trần chấn đất đắp tấm y chấp giá từ nhiều mảnh giải nhặt được ôm ruột nồi cơm điện khất thực dọc theo các tuyến đường đã gây sốt và thu hút sự chú ý của hàng triệu người trên khắp mạng xã hội điều đặc biệt là sư minh tuệ không chủ động lôi kéo sự chú ý của dân chúng sư không tự nhận mình là một vị sư có uy tín và quyền năng mà chỉ đơn giản là một người đi tu hạnh, tìm kiếm sự giác ngộ và an lạc trong từng bước chân. Khi có người xin đi theo sư, sự không ép buộc hay là xua đuổi, mà chỉ đơn giản nói rằng nếu thấy an lạc, hạnh phúc thì cứ đi, con không mời, cũng không xua đuổi ai cả. Hành động và lời nói của sư Minh Tuệ không chỉ là sự thể hiện của sự khiêm nhường và tôn trọng tự nhiên, mà còn là một thông điệp về sự tự do tinh thần và sự chấp nhận đối với sự lựa chọn của người khác sư không muốn làm trò để thu hút sự chú ý mà chỉ muốn sống trong sự yên bình và hòa thuận với mọi người và với thế giới xung quanh mình có hai yếu tố chính khiến sư minh tuệ trở thành một hiện tượng đáng chú ý trên mạng xã hội và một phép tu khác biệt là một trong những lý do chính giúp ông thu hút sự quan tâm và tôn vinh từ cộng đồng Điểm nổi bật nhất trong phép tu của sư Minh Tuệ chính là tu hạnh đầu đà. Trải qua nhiều năm, sư chỉ nghe lời giảng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và tập học theo tu hạnh đầu đà. Đây là một pháp tu đặc biệt có 13 pháp khổ hạnh mà theo Hòa Thượng Thích Chân Tính có thể tóm tắt trong ba ý chính. Thứ nhất, về diệt mặt, người tu hạnh đầu đà chỉ mặc ba y, không nhận thêm y Thêm vào đó, họ còn thu thập giải từ nghĩa địa, đống rác hoặc ngoài đường và đem về chấp giá, khâu lại thành y để mặc. Điều này được gọi là y phấn tảo và họ không nhận y do thí chủ mai sẵn cúng dường. Thứ hai, về việc ăn, người tu hành đầu đà chỉ ăn thức ăn trong bình bát, ăn bằng cách đi khất thực. Trong quá trình này, họ phải đi từng nhà một, không phân biệt giàu nghèo, và không phân biệt thực phẩm ngon dở họ chỉ ăn một bữa mỗi ngày và ngồi ăn chỉ một lần duy nhất sau khi đã đứng lên họ không được phép ngồi xuống ăn thêm và không được phép cất chứa thức ăn để dành sang ngày hôm sau thứ ba về việc ở người tu hành đầu đà không có nơi cố định họ có thể ở gốc cây trong rừng nơi nghĩa địa giữa trời hoặc ở bất kỳ nơi nào miễn là an toàn và an ninh. Đặc biệt họ chỉ ngồi, không được phép nằm khi ngủ và giữ tư thế ngồi suốt thời gian. Những nguyên tắc và hành động này không chỉ là một phương pháp tu hành mà còn là biểu hiện của sự kỷ luật và tâm hồn tinh tấn sâu sắc. Chính nhờ vào sự khắc khe và kiên định trong tu hành, sự minh tuệ đã trở thành một biểu tượng của sự kiên trì và tôn nghiêm trong con đường tu đạo đi theo phương pháp tu hành đầu đà. Sư Minh Tuệ đã đi bộ tới nhiều tỉnh thành từ năm 2017. Thời gian đầu, đôi lúc sư di chuyển bằng xe khách, nhưng từ năm 2020 đến nay, sư luôn bộ hành tuyệt đối, chỉ đôi lúc di chuyển bằng đường thủy thì phải dùng thuyền hoặc đò qua sông. Vì quyết tâm theo khổ hành đầu đà, nên quá trình đi bộ sư luôn nhặt các tấm vải dứt ở bên đường hoặc trong thùng rác rồi may lại làm quần áo mặc. ai đó cố tình dứt cho sư thì sư sẽ không nhận. mỗi ngày sư chỉ ăn một bữa. khi đi trên đường nếu gặp người có tâm có duyên gửi cơm chay hoặc nước thì chỉ dùng vừa đủ. qua các sông suối sư dừng lại tắm rửa. buổi tối sư thường nghỉ ngơi bên đường chỉ ngủ ngồi chứ không nằm xuống. Những lúc muốn đi vệ sinh thì sư ghé vào các cây xăng. Pháp tu này không hiếm gặp trong cộng đồng Phật giáo thế giới, nhưng tại Việt Nam, phép tu hành đầu đà gần như trái ngược hoàn toàn với những gì mà người dân tiếp nhận về lớp tu sĩ, như cúng dường, xây chùa, lỗ sống sao qua của một số bộ phận tăng ni. Việc nhiều tăng ni xưng thầy và gọi những người lớn tuổi hơn là con đối chiếu như trường hợp của sư Minh Tuệ, những tranh luận trái chiều đã nổ ra về thực hành Phật giáo như thế nào mới đúng bản chất, như thế nào mới thực sự thể hiện được tinh thần Phật Pháp. Có những người ủng hộ việc sư Minh Tuệ theo đuổi con đường tu hành đơn giản và khổ hạnh, cho rằng điều này thể hiện một cách chân thành và tận tụy tôn trọng tinh thần Phật Pháp. Họ cho rằng việc tu hành đúng nghĩa không phải là việc có danh vọng hay là quyền lực, mà là việc rèn luyện tâm hồn và tìm kiếm sự giải thoát khổ đau tuy nhiên cũng có những ý kiến trái chiều cho rằng việc không chấp nhận danh xưng nhà sư và không xưng thầy có thể gây nhầm lẫn và hiểu lầm trong cộng đồng phật tử họ cho rằng trong truyền thống phật giáo vai trò của nhà sư là rất quan trọng trong việc truyền đạt và giảng dạy phật pháp cho cộng đồng việc không chấp nhận danh xưng nhà sư có thể làm mất đi sự tôn trọng và quy tính của mình trong cộng đồng phật tử do đó việc sư minh tuệ không chấp nhận danh xưng nhà sư và không tự gọi mình là thầy đã gây ra nhiều tranh luận và tranh cãi về cách thức thực hành phật giáo và về vai trò của nhà sư trong cộng đồng phật tử những sự việc xoay quanh sư minh tuệ đã gợi dẫn cho chúng ta một góc nhìn mới về phật pháp và thực hành đạo phật mà không cần phải dựa vào những ngôn từ bóng bẩy không cần lời kinh hay cầu nguyện sư minh tuệ chỉ cho chúng ta biết rằng thực hành đạo phật diễn ra trong mỗi hành động mỗi suy nghĩ mỗi bước đi dù ta có ở đâu như thế nào nếu tâm ta hướng theo lời phật dạy thì ở đâu cũng là chùa việc sư minh tuệ trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội không chỉ là một hiện tượng cá nhân mà còn là một biểu hiện của một xu hướng trong xã hội, đặc biệt là trong cộng đồng Phật tử. Đằng sau, việc sư minh tuệ thu hút sự chú ý đến mức độ nổi tiếng như vậy là một loạt những yếu tố đa chiều và phức tạp. Một trong những yếu tố chính là phép tu khác biệt của sư minh tuệ. Phương pháp tu hành đầu đà mà sư tuân thủ không chỉ là một hình thức thực hành đạo Phật, mà còn là một cách để sư thể hiện tinh thần thanh tịnh giản dị và không hoài phí trong cuộc sống. Việc chọn cách sống đơn giản, không bàn tới những yếu tố vật chất và xã hội đã thu hút sự quan tâm của nhiều người và trở thành một nguồn cảm hứng cho rất nhiều người trong xã hội ngày nay. Khi mà đời sống vật chất đang dần chen chân quyết định đời sống tinh thần, thì sư Minh Tuệ như một cơn mưa rào tắm mát những con tim cơn mưa cuốn trôi rửa sạch hết đâu đó những bụi trần đen tối ngoài ra sự nổi tiếng trên mạng xã hội của sư cũng mở ra cánh cửa cho những cuộc tranh luận và bàn luận không tích cực có thể xuất hiện những ý kiến trái chiều những tranh cãi không cần thiết về cách tiếp cận tôn giáo của sư minh tuệ những cuộc tranh luận như vậy có thể gây ra sự phân hóa trong cộng đồng và làm mất đi sự đoàn kết trong nước thêm vào đó, việc sử dụng thông tin của sư Minh Tuệ để đạt được mục đích cá nhân cũng là một vấn đề đáng quan ngại. Biến sư Minh Tuệ trở thành miếng mồi ngon để kiếm tiền, câu view, câu like mà không cần quan tâm đến ý nghĩa thực sự của việc tu hành và hướng tới tinh thần giác ngộ cao cả của sư đối với Phật pháp, như thế thật là đáng buồn. Mặc dù sư Minh Tuệ đã mang lại một sự chú ý lớn đối với phật giáo trong nước cũng như ở nước ngoài nhưng chúng ta cũng cần phải có những nhìn nhận và giải quyết các vấn đề và tranh cãi mà sự việc này mang lại đồng thời giữ vững ý nghĩa và giá trị thực sự của việc tu hạnh và tu dưỡng của tinh thần phật giáo trong bối cảnh văn hóa và tôn giáo đa dạng của trung quốc những phản ứng của dân chúng đối với hiện tượng xương minh tuệ đã gây ra một làn sóng đáng kể dù không phải là người nổi tiếng trong giới tu hành phật giáo trung quốc sư minh tuệ nhanh chóng trở thành một biểu tượng được nhắc đến thường xuyên trên các trang mạng xã hội và các phương tiện truyền thông sự độc đáo và niềm tin mãnh liệt của sư trong việc thực hành tu hành đầu đà đã thu hút sự chú ý của một phần đáng kể của cộng đồng mạng trung quốc tuy nhiên không phải tất cả các phản ứng đều tích cực một số người biểu đạt sự kinh ngạc và khâm phục trước sự kiên trì và lòng thành hướng Phật của Sư Minh Tuệ, trong khi một số khác lại thể hiện sự lo lắng và hoài nghi về hành trình khổ hành của ông có thể gây ra những hệ lụy không đáng có mà trước mắt chúng ta thấy đầu tiên là việc gây mất trật tự, an toàn giao thông và còn những hệ lụy sâu xa ảnh hưởng tới một bộ phận hay tập thể nào đó mà chúng ta không nói ra trước được cho đến nay mặc dù hành trình của sư minh tuệ đã dừng lại nhưng tầm ảnh hưởng của sư vẫn còn sống mãi trong lòng của nhiều người trải qua sáu năm tu tập và khổ hạnh sư đã đổi lấy được sự giác ngộ về đạo phật trong tâm tính của nhiều người biểu tượng của sư minh tuệ có thể được ví như một cơn gió mát lạnh thổi vào tâm hồn đem lại sự hướng thiện và bình an cho những ai gặp gỡ và được chạm vào tinh thần của sư những hành động và lời dạy của sư minh tuệ đã làm thức tỉnh một phần của tâm hồn con người khơi dậy lòng nhân từ và lòng tốt đẹp bên trong dù không còn tiếp tục hành trình trên con đường khổ hạnh nhưng những dấu ấn và ảnh hưởng của sư vẫn tiếp tục tồn tại và lan tỏa góp phần làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn nhìn lại hành trình của sư minh tuệ đã đi qua sư đã mang lại cho chúng ta một bài học về sự kiên nhẫn tinh thần hy sinh và lòng từ bi sư minh tuệ đã cho chúng ta thấy rằng đạo phật không chỉ là lời nói mà còn là hành động và lối sống thiện lành mong rằng ánh sáng của phật pháp sẽ luôn dần dắt quý phật tử trên con đường hướng thiện của mình trong những bước chân vững vàng trên con đường tu hành, hãy luôn mang trong lòng niềm tin vững chắc và lòng từ bi sâu sắc để mỗi hành động, mỗi suy nghĩ đều là một bước tiến gần tới sự giác ngộ giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Quý Phật tử và quý khán thính giả thân mến, cho đến hôm nay, với sự trợ duyên của nhiều YouTuber và sự lan tỏa của mạng xã hội, sức nóng của sư thích minh tuệ và hành trình đi bộ của sư vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt mỗi bước chân của sư trên con đường tu tâm và giác ngộ đều thu hút sự quan tâm của đông đảo quần chúng sư minh tuệ là một hiện tượng đặc biệt mang lại thiện cảm lớn xúc động mạnh cho nhiều người từ các tăng ni phật tử đến cả những người ngoại đạo đạo hạnh của sư tạo một lực hấp dẫn lớn trong gần một tháng qua từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên nhiều nền tảng mạng xã hội giải trí ở việt nam không phải là những người nổi tiếng thần tượng hay nhân vật chính trị nào mà đó là một nhà tu khổ hạnh đã đi khắp đất nước việt nam khất thực từ nam ra bắc rồi từ bắc vào nam không chỉ ở việt nam từ khóa sư thầy minh tuệ còn vượt ra ngoài lãnh thổ, truyền cảm hứng học Phật cho nhiều Phật tử tu tập trên khắp thế giới. Mới đây, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn đã có mặt tại sân bay để chào đón phái đoàn các sư từ Ấn Độ, phái đoàn các sư qua Việt Nam với mong muốn lớn lao được gặp và đảnh lễ đối với sư Minh Tuệ. Dù chưa biết đây có phải là tin tức chính xác hay không, nhưng câu chuyện này đã tạo ra một niềm vui lớn và làm xúc động toàn bộ cộng đồng Phật tử cả trong và ngoài nước. Thật quan hỷ vô cùng vì Việt Nam chúng ta có một vị sư phát tâm đi tu, công đức lan tỏa đến các nước mà đặc biệt hơn cả là Ấn Độ, đất nước được xem là cái nôi của Phật giáo. Ấn Độ không chỉ là quê hương của Đức Phật, nơi Ngài sinh ra. Trải qua cuộc đời khổ hạnh đạt được sự giác ngộ và tại thế mà còn là trung tâm tinh thần của phật giáo nơi mà tôn giáo này đã bắt nguồn và phát triển nguyên do vì sao mà các sư bên ấn độ khi biết được sư minh tuệ thì các ngài tức tốc qua việt nam gặp gỡ với mong muốn tỏ lòng kính trọng và đảnh lễ với sư minh tuệ lý do là gì có một vị cao tăng ở ấn độ đã mở Phật nhãn thần thông của mình và thấy được tiền kiếp của sư Minh Tuệ. Được biết vị sư này cũng rất thông mạch về kinh điển và Phật Pháp, đã tu tập từ khi còn nhỏ. Ngài nhập định và cho biết rằng ở Việt Nam có một vị Phật ra đời. Qua sự lan tỏa mạnh mẽ cả ngoài biên giới thì hình ảnh sư Minh Tuệ được Ngài nhận định là Sư Minh Tuệ là người mình đang nhắc tới người mà cho đến hôm nay được hàng ngàn vị phật tử và người dân cung kính đảnh lễ đây là một câu chuyện hết sức bất ngờ cũng là để phát khởi từ tính tâm chúng ta có thể hướng đến sự hiểu biết sâu sắc về tam bảo và chánh pháp của đức phật là nguồn cảm hứng vô tận cho cuộc sống và sự tiến bộ tinh thần phật pháp của chúng ta Nói về hành trình bộ hành của sư Minh Tuệ, sư đã tu hành được 9 năm và đã tu khổ hạnh được 6 năm, bắt đầu từ năm 2018. Sư thường đi đầu trần chân đất và không ai biết đến sư. Mãi cho tới gần đây, sư mới trở thành một hiện tượng được Phật tử Việt Nam và thậm chí là cả công chúng không phân biệt tôn giáo ngưỡng mộ nhìn vào các nền tảng giải trí xã hội ở việt nam thời gian gần đây không có người hay là chủ đề nào có sức ảnh hưởng độ tiếp xúc và sự chú ý có thể vượt qua từ khóa thích minh tuệ sư minh tuệ được mọi người yêu mến kính trọng gọi sư là sư thầy sư phụ nhưng khi đáp lại các tín đồ thì sư tự xưng mình là con sự khiêm nhường ở đây chính là sự vô ngã. Sự nhạc giải ở gian đường hoặc ở nghĩa trang để may quần áo bằng ba y, nghĩa là chỉ có ba lớp giải quanh người, mỗi ngày chỉ xin ăn một lần, thường ngồi ăn không nằm xuống và sư ngồi thiền rất lâu. Khi ngủ không nằm xuống, ở những nơi nghĩa địa, địa, nơi an nghỉ của những người chết hoặc nhà hoang công trình phúc lợi. Tài sản duy nhất của sư chính là chiếc lõi nồi cơm điện trên tay, làm bình bát khất thực. Sư đi độc hành với đôi chân trần, bất chấp dưới cái nắng hay mưa. Trước những lời khen ngợi ngưỡng mộ của dư luận, sư Minh Tuệ chỉ khiêm tốn gọi mình là người tu học, đang học giáo lý nhà Phật. Sư nói rằng, con không phải là một tu sĩ, cũng không phải là thầy của ai cả con chỉ là một công dân Việt Nam bình thường, tu tập và học hỏi theo giáo Pháp nhà Phật. Sư Minh Tuệ không chỉ là một biểu tượng của lòng từ bi và lòng vị tha, mà còn là nguồn động viên và sự khích lệ cho hàng triệu con người trên khắp thế giới. Sự phản hồi tích cực từ cộng đồng được thể hiện qua hàng chục ngàn bình luận dưới bài viết về sư là minh chứng rõ ràng cho sức ảnh hưởng to lớn mà sư đã tạo ra. Từ những người theo đạo Phật cho đến những người không theo tôn giáo, từ giới trẻ đến người già, tất cả đều nhìn nhận sư Minh Tuệ như một nguồn cảm hứng và một người điển hình của tinh thần nhân dân. Sự kiên trì và lòng nhân ái của sư đã làm cho tên tuổi của sư gian khắp đất nước trong lòng người dân Việt Nam cũng như vươn ra xa khỏi lãnh thổ này đất nước việt nam chúng ta quá tự hào vì có một vị chân tu như sư minh tuệ tên tuổi cổ sư sẽ tiếp tục tỏa sáng và lan tỏa như một ngọn đèn soi đường cho tất cả chúng sanh đông đảo người dân giỏi theo sư minh tuệ có người được gặp trực tiếp nhưng cũng có rất nhiều người chưa có duyên gặp được họ thông qua mạng xã hội theo dõi cập nhật từng bước đi nơi đến cổ sư dù bằng cách này hay là cách khác, nhưng nhìn chung cả đất nước Việt Nam chúng ta đang hướng về Sư Minh Tuệ. Điều này đã làm cho Tháng Phật Đảng trở thành dịp thi đua học tập và thực hành hạnh Phật. Trong bối cảnh nhiều người đang tò mò, dõi theo trend Sư Thầy Minh Tuệ, một việc chân tu mà có người phải thốt lên 2.600 năm mới có một. Sư Minh Tuệ đã đưa Phật Pháp đến gần với những người ít có điều kiện học Phật hiệu Pháp, thật là việc làm công đức vô lượng. Từ việc các sư Ấn Độ bay qua Việt Nam chúng ta để gặp Sư Minh Tuệ và đảnh lễ, chúng ta thấy họ đã đến với một lòng tôn kính và hy vọng gặp người được cho là Đức Phật tái thế. Chúng ta nhận ra rằng sự đức hạnh của Sư Minh Tuệ không chỉ dừng lại ở một nơi mà nó đã lan tỏa ra khắp năm châu trên thế giới. Hình ảnh của sư như một nguồn cảm hứng đã chạm đến trái tim của hàng triệu người, khơi dậy lòng tin và niềm hy vọng về Phật pháp. Điều này là minh chứng cho sức mạnh của lòng từ bi và tầm ảnh hưởng to lớn từ một lòng thành tâm học Phật. Trước mong muốn được gặp gỡ sư minh tuệ của phái đoàn, các sư ở Ấn Độ thì chúng ta thấy tên tuổi và đạo hành tu tập của sư Minh Tuệ cũng đã lan truyền sang cả Trung Quốc và các nước khác. Các Phật tử Trung Quốc đã chia sẻ hình ảnh của sư Minh Tuệ trên mạng xã hội Weibo và thông tin này đã lan tỏa nhanh chóng. Họ không chỉ đánh giá cao tầm ảnh hưởng và đức hạnh của sư mà họ còn gửi đi thông điệp về sự tôn trọng đối với Phật Pháp trên toàn cầu việc biết rằng một vị sư bộ hành từ việt nam được coi là đức phật xuất hiện đã khiến cho tâm hồn của những người tôn sùng phật giáo trên khắp thế giới bừng sáng lên trong niềm tin và hy vọng đặc biệt ở ấn độ việc một vị sư như sư minh tuệ xuất hiện tại việt nam đã trở thành một chủ đề gây sự chú ý và quan tâm tại đất nước này mỗi khi có tin tức mới từ việt nam về quá trình tu hành đầy kỳ diệu của sư minh tuệ không chỉ các sư mà còn các phật tử cũng đều rất quan tâm những câu chuyện về sự khổ hạnh và lòng kiên trì của sư minh tuệ đã gợi lên hình ảnh của đức phật khi xưa sự tôn kính dành cho sư minh tuệ đã trở thành câu nối tâm linh giữa các quốc gia thực hư về chuyện sư minh tuệ có phải là hiện thân của đức Phật hay không vẫn còn đang là một ẩn số, nhưng nhìn vào quá trình khổ hạnh đầy rẫy khó khăn của sư, các Phật tử khắp nơi không chỉ thấy một bậc chân tu mà còn là một biểu tượng sống động của sự tu hành đúng đắn, một nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho sự phát triển tâm linh. Sự hiện diện và những đóng góp của sư Minh Tuệ đã và đang tạo nên một dấu ấn mạnh mẽ trong cộng đồng phật tử không chỉ ở châu á mà còn trên toàn thế giới ông là một minh chứng sống cho việc thực hành và lan tỏa phật pháp đem lại ánh sáng và niềm tin cho hàng triệu con tim những đúng sai về việc có hay không các sư ấn độ qua việt nam để tỏ lòng thành kính với sư minh tuệ có lẽ không còn quan trọng nữa vì nhìn vào hành trình đã đi qua của sư minh tuệ ai cũng có thể nhận thấy một sự thật rất rõ ràng sư minh tuệ là một biểu tượng sống động của sự tu hành chân chính hành trình của sư từ những ngày đầu khổ hạnh với sự kiên trì và không ngừng học hỏi đã tạo nên một câu chuyện tràn đầy cảm hứng với sức mạnh tâm linh mỗi bước đi của sư minh tuệ là một minh chứng cho lòng kiên định và sự tận tụy với con đường phật pháp những gian khó mà sư đã vượt qua những giá trị mà sư đã gìn giữ và lan tỏa chạm đến trái tim của hàng triệu con người không phân biệt quốc gia hay là tôn giáo sự tôn kính và ngưỡng mộ dành cho sư không chỉ đến từ những câu chuyện kể lại mà còn từ chính những thay đổi tích cực trong thực tế mà mọi người trải nghiệm khi thực hành theo những lời dạy của sư, chúng ta không cần bàn cãi thêm về tính xác thực của những chuyến diễn tâm, bởi lẽ sự lan tỏa và tầm ảnh hưởng của sư minh tuệ đã vượt ra khỏi những biên giới thông thường. Sư đã tạo nên một di sản tâm linh phong phú bằng người thật diệt thật, mắt thấy tai nghe rõ ràng, kết nối những trái tim hướng về sự thiện lành và giác ngộ những giá trị và bài học từ sư minh tuệ đã đang và sẽ tiếp tục lan tỏa trở thành nguồn động lực mạnh mẽ cho thế hệ hiện tại và cho tương lai sư minh tuệ không chỉ là một vị sư một vị chân tu mà còn là một ngọn đèn soi sáng con đường cho nhiều người nhiều phật tử hành trình tu hành của sư là biểu tượng cho sự kiên trì lòng từ bí và trí tuệ Chính vì thế, bất kỳ tranh cãi nào về việc các sứ Ấn Độ đến Việt Nam cũng không thể làm mờ đi ánh sáng của những gì sứ Minh Tuệ đã và đang đóng góp cho cộng đồng Phật tử toàn cầu. Hãy để hành trình của sứ Minh Tuệ trở thành nguồn cảm hứng bất tận dẫn dắt chúng ta trên con đường tu tập và làm phong phú thêm đời sống tâm linh của mỗi người. Cầu chúc cho tất cả quý Phật tử và quý khán thính giả đã nghe Pháp học đạo và tìm hiểu đạo luôn tìm thấy ánh sáng và niềm tin trên con đường tìm về giới Phật. Hãy giữ vững lòng từ bi, tinh tấn và trí tuệ luôn hướng về những giá trị tốt đẹp được lan tỏa trên những bước chân bộ hành của Sư Minh Tuệ. Quý Phật tử và quý khán thính giả thân mến, mấy năm gần đây có xuất hiện một chị tu sĩ là người Việt Nam, bốn lần đi bộ hành từ Nam ra Bắc và từ Bắc vào Nam, với đầu trần chân đất, thầy khoác trên bệnh chiếc y tự may bằng nhiều mảnh vải đa màu sắc ghép lại và ôm trên tay một chiếc bình bát rất riêng biệt. Thầy có pháp danh là Thích Minh Tuệ, đang phát đại nguyện tu tập theo 13 hành đầu đà, đường lối tu khổ hạnh nguyên thủy của Phật Thích Ca Mâu Ni. Với khuôn mặt tươi vui, không hề lo âu bởi áp lực cuộc sống, thanh thản đi giữa con đường nắng chang chang, làm bừng lên sự rạng rỡ của một hình bóng khất sĩ. Cái y áp giá trở thành linh thiêng, sống động và thậm chí là quy hoàng. Thầy thực hành hành ngũ ngồi ở nghệ địa, ở gốc cây, ngôi nhà trống rừng núi đã làm sống lại hình ảnh du tăng khất sĩ của phật thích ca mâu ni thuở nào chính thân giáo của thầy đã tạo nên một luồng quan hệ lớn lan tỏa sâu rộng và ảnh hưởng sâu sắc đến tâm hồn của phật tử cũng như những người chưa là phật tử thân giáo là pháp hành là đạo hạnh mà thầy thực hành đương đầu với những thách thức của cuộc sống hàng ngày có thể đặt ra nhiều câu hỏi về sự đa dạng của pháp môn tu tập trong các tự viện lớn, các chùa to Phật lớn cũng như về pháp học và pháp hành. Sau khi trở thành nhân vật của những nhà sản xuất nội dung trên mạng xã hội, hành trình của sư Thích Minh Tuệ luôn kéo theo hàng ngàn người muốn bày tỏ tôn sùng có, muốn đi theo học đạo có, vì tò mò hay chỉ để quay phim, chụp ảnh, câu view, câu like trên mạng xã hội cũng có. Thực tế ngoài sư minh tuệ, cơn mưa rào tưới mát thương tâm của những Phật tử, còn rất nhiều vị sư khác, những người tu hành một cách kín đáo và không được biết đến nhiều. Họ không xuất hiện trên các tạp chí, không có sách vở hay video trực tuyến về họ. Nhưng công việc của họ vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc lan tỏa những giá trị tâm linh và làm sáng tỏ con đường của thiền định. Những vị sư này thường tu hành trong yên lặng, tập trung vào việc khám phá bản chất của ý thức và sự thật về cuộc sống. Dù không được biết đến rộng rãi, nhưng những vị sư này vẫn đóng góp vào sự phát triển của thiền định và tâm linh. Họ cho thấy rằng sự thanh tịnh và sự thức tỉnh không chỉ tồn tại trong thế giới của những người nổi tiếng mà còn tồn tại ẩn hiện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chúng tôi kính mời quý Phật tử cùng dành một chút thời gian để lắng nghe câu chuyện sau đây. Câu chuyện về một tâm hồn thanh tịnh đang tìm kiếm sự tỉnh thức trong sự yên lặng và kính đáo của chính mình. Bước lên gần chiếc cầu thang gỗ của phòng thầy Giác Liêm ở tôi chợt thấy một chị sư khoác mảnh y vàng dáng người to béo nằm trên chiếc võng dụ nghe tiếng chân người chị sư quay về phía cầu thang thế vậy tôi vội chắp tay xá chào a di đà phật bạch sư có thầy lim ở đây không ạ à? sư nhổm người ngồi dậy với gương mặt đầy đặn nước da ngâm đen hơi vàng trạc tuổi năm mươi sư tươi cười đáp mô phật có thầy ấy ở trên chính điện mời thầy vào phòng ngồi chơi tôi đã quen biết thầy giác liêm khi còn theo học tại phật học viện thiện hòa chùa giác ngộ và cũng từ đó tôi được biết chùa phật bửu những lần qua lại trao đổi về việc học với thầy liêm tôi được thượng tọa trụ trì thương mến từ đó phật bửu tự là nơi tôi đi lại nhiều nhất và thân nhất trong tất cả các ngôi chùa trong thành phố này. Do vậy, hôm nay, khi nhìn kỹ vị sư, tôi nhận ra ngay là đã có gặp đôi lần tại đây. Hồi ấy, Thượng tọa trụ trì có kể tôi nghe về hạnh tu của vị sư này. Tôi ao ước được tiếp xúc với sư từ lâu, và hôm nay nhân duyên đã đến. Bước vào phòng, tôi hỏi, Bạch sư, sư về trụ trì ở đây được mấy hôm rồi được hơn một tuần rồi mời thầy ngồi nghỉ tôi nhận lời bước qua ghế ngồi bạch sư lâu nay sư ở tỉnh xá nào ạ à? sư mỉm cười chậm rãi đáp trò theo hạnh đầu đà với tam y nhất bác đi chú du hành đạo khắp nơi không trụ một chỗ nào cố định đối với trò thì nơi nào cũng là tịnh xá cả Thưa thật với thầy, sở dĩ kỳ này trò phải dừng lại ở đây khá lâu là vì chữa bệnh. Tôi ngạc nhiên hỏi lý do bệnh. Sư tiếp, không giấu gì thầy. Cách này hơn hai tháng, trong lúc đi khất thực, trò bỗng bị say sẩm mặt mày rồi bị ngất xỉu bên đường. Đến chừng tỉnh lại thì thấy mình nằm trong bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Hỏi thăm các cô y tá mới rõ là bà con bộ hành đã đưa trò vào trong thời gian nằm viện các bác sĩ cho biết thêm là trò có bệnh gan và phải lưu lại điều trị khá lâu nhìn gương mặt và chân tay của sư tôi hỏi hình như sư bị phù thì phải sư gật đầu mô phật phù đó thầy sư kéo ống chân quần lên chỉ cho tôi xem nhìn ống chân già bàn chân sưng phù bóng láng tôi tưởng tượng nó giống như đôi chân người chết trôi bị trương lên chỉ có khác ở màu da là người chết thì trắng còn da của sư thì vàng bệnh sư lúc này đã giảm chưa ạ à? cũng tạm tạm thầy à thế sao sư không ở lại bệnh viện chữa trị cho dứt luôn nằm gần hai tháng rồi còn gì giả lại nhà thương thì thiếu chỗ bệnh mình cứ trơ trơ chẳng giảm bao nhiêu trò xin xuất diện về chùa điều trị thuốc ngoài cho nó thoải mái hơn trong thời gian sư nằm viện như vậy thì ai thăm nuôi sư có ai đâu thầy ủa không có phật tử nào biết sư bệnh sao vẫn gương mặt bình thản sư chậm rãi nói hạnh tu của trò ngài đi khất thực nuôi thân tối đến văn vọng nơi gốc cây ngủ nghỉ có trụ nơi nào đâu mà nhận đệ tử dứt lời sư chỉ chiếc võng dù đang ngồi sư cho biết nó là phương tiện rất tốt cho việc du hành tha phương đến đâu sư chỉ việc kiếm chỗ cột hai đầu dây là có nơi nghỉ nếu cần tránh bụi đốt và lạnh sư chỉ việc trùm chiếc y thượng lên mình là xong một đêm. Sáng ra sư cuốn gọn, cột tròn lại bỏ vào túi quậy đi. Nghe sư nói tôi hiểu, nhưng lại lấy làm lạ. Vậy thì tiền đâu mà sư chi tiêu trong thời gian nằm diễn? Thâm tính chư Phật giai sung mãn mà thầy. Sư cười nhẹ, lo cho mình không tu, chứ lo gì túng thiếu. Thầy có tin là trò không một xu dính túi mà vẫn đầy đủ trong lúc nằm viện không? Có lẽ bệnh viện miễn phí cho sư sao? Không, trò chi trả hẳn hoi. Vậy có sư thầy tổ hay thân nhân trợ cấp sao? Cũng không có. Nghe sư nói, lúc đầu tôi còn tin. Nhưng bây giờ thì hơi hoài nghi. Nếu không có cổ riêng, không Phật tử, không thầy tổ và gia đình giúp đỡ thì tiền đâu mà sư chi dụng? chả lẽ sư có phép thần thông úm ba la là tiền hiện ra? tôi mỉm cười lắc đầu thấy tôi lộ vẻ không tin sư gật gù thông thả nói có gì đâu mà thầy không nghĩ ra thân nhân với người bệnh nằm cùng phòng thấy trò đơn độc nên đã cảm động bảo nhau giúp đỡ mỗi người một ít rồi đâu cũng vào đấy thầy ạ à. Tôi gật đầu Lòng thâm tháng phục của hai đức của sư Vừa trò chuyện tôi vừa quan sát sư Cái thu hút tôi vẫn là giọng nói Tiếng sư nói thật là trong thanh nhẹ nhàng Và chậm rãi từng chữ, từng câu rất rành rõ Sư nói ra lời nào là chắc lời đó Không có sự gượng ép hay trao chuốt Nhưng cũng chẳng dội giả cẩu thả Dường như tất cả lời nói ra được thuần thục trong tự nhiên thế còn việc chữa trị căn bệnh của sư hiện nay ra sao rồi mô phật trò vẫn theo toa bác sĩ mua thuốc uống nhưng cũng chẳng có kết quả bao nhiêu à thầy có quen ai làm việc tại bệnh viện nguyễn trãi không câu hỏi hơi bất ngờ nên tôi cố suy nghĩ lát sau tôi đáp dạ để con về hỏi lại xem sao nhưng sư cần gì? Trò nghe đồn nơi đó chương trị bệnh gan hay lắm. Lúc ấy, tôi nhìn thấy thầy Liêm đang đi ở hành lang và xin phép sư ra gặp thầy. Chúng tôi đang trò chuyện với nhau, bỗng một tiếng rầm phát ra từ phòng sư, sàn gỗ rung rinh. Tôi và thầy Liêm quảng hồn chạy vào, thì hỡi ơi! Thầy sư đang nằm đo dán trên chiếc võng bị đứt dây chúng tôi ráng hết sức mới đỡ nỗi tâm thân đồ sộ của sư lên giường sư cảm ơn và cười gượng nói không có sao chỉ hơi ê ẩm đau lưng một tí thôi sau đó tôi ra về biết sư muốn điều trị tại bệnh viện nguyễn trãi tôi đã cố gắng hỏi thăm các phật tử thân quen nhưng không có ai làm việc nơi đó cả một số người cho biết bệnh viện này chỉ dành riêng cho cán bộ và công nhân viên nhà nước bậc cao mà thôi. Dò hỏi mấy hôm, thấy không hy vọng, tôi trở lại báo cho sư biết những trở ngại khó khăn ấy. Trong lúc ngồi tâm sự, sư cho biết ý định là sẽ về núi tu tịnh và nếu bệnh tình bất giảm, sư sẽ tuyệt thực bỏ sát trên đó để khỏi làm phiền mọi người. Sư còn kể thêm về người thầy của sư trước kia cũng vậy Biết mình không còn trụ thế bao lâu nữa Ngài đã vào một hốc đá núi Ngồi nhập định cho đến khi chiên tịch Lời kể ấy Khiến tôi nhớ đến sự tích sư vụ khắc minh Tại chùa đậu Ở miền Bắc Mà tạp chí Bush Hits for Base đã đăng tin Ngài cũng nhịn ăn Và ngồi nhập định cho đến khi hồn lìa khỏi xác thân thể khô dần, mặc dù đã trải qua hơn ba thế kỷ mà vẫn tồn tại. Nhìn gương mặt từ bi phúc hậu với đôi mắt rực sáng đầy nghị lực, lại thêm hành tu đầu đà của sư, tôi tin chắc sư sẽ thực hiện được ý nguyện đó. Tuy nhiên, tôi cũng khuyên sư cố tâm chữa bệnh để dùng huyễn thân này làm lời lạc cho chúng sinh nhiều hơn. Sư mỉm cười cảm ơn. Ít hôm sau, tôi ghé thăm sư và được thầy Liêm báo tin là sư đã đi đâu từ hai ngày nay rồi. Rất ngạc nhiên, tôi dò hỏi thì thầy Liêm cho biết. Hôm đi sư có nói là đi trị bệnh và từ đó không thấy về nữa. Thế còn đồ đạc sư vẫn còn để đây chứ? Vẫn còn. Vậy sư có dặn dò điều gì không? Không. Nghe thầy Liêm nói Tôi nhớ lại trước đây có lần tôi gặp sư ngồi thuyết pháp cho các Phật tử nghe. Sau khi giảng xong, sư đứng dậy, quẩy gói ung dung lên đường không hề luyến tiếc hay dứng bận một điều gì. Ngay cả đến lời cầu thỉnh ở lại của Phật tử cũng không làm sư dừng bước vô phương. Sư đến và dạ đi như một con nhạn ngàn phương đăng trình. Không ai biết nơi sư sẽ đi và dạ đến. Tuy nhiên ở vào trường hợp này thì tôi có thể dự đoán là sư sẽ đi về núi để thực hiện ý nguyện nhập cốc tuyệt thực. Nhưng để cho chắc ăn hơn, nhất là trong lúc đang đau yếu, hai chân lại xưng phụ, e rằng điều không may sẽ xảy đến giống như lần trước. Nên tôi bàn với thầy Liêm là đi tới các bệnh viện tìm thử. Trình ý kiến này lên thượng tòa trụ trì Phật Bửu, người rất tán thành và hỗ trợ chiếc xe Honda để chúng tôi làm phương tiện tìm kiếm đến bệnh viện nào chúng tôi cũng hỏi thăm và xem sổ nhập viện có tên sư hay không cuối cùng đã tìm gặp sư tại bệnh viện nguyễn trãi thật là một điều kỳ lạ và đầy bất ngờ vào đến phòng chúng tôi thấy sư đang ngồi nói chuyện đạo lý cho các bệnh nhân nghe dẫn gương mặt bình thản không một chút ưu tư về những gì đã qua ngay cả đến sự hiện diện của chúng tôi cũng không làm cho sư ngạc nhiên cho lắm thầy giác liêm trách sư sao quá vô tâm đến như thế đáng lẽ được nhập viện sư phải về cho chùa biết để khỏi lo lắng kiếm tìm riêng tôi thì chẳng than phiền gì hết trái lại còn lấy làm lạ vô cùng về sự hiện diện của sư tại một bệnh viện nơi mà chỉ dành riêng cho cán bộ và nhân viên nhà nước để giải đáp những thắc mắc của chúng tôi sư kể giọng nhỏ nhẹ thành thật với quý thầy trò được nghe kể về tài chữa bệnh gan tại đây và đã nhờ nhiều người giới thiệu nhập viện để chữa trị mà không có được thế rồi trò quyết định tự mình đến xin thử xem có linh hay không khi trình bày bệnh trạng với người trực diện anh ta đòi phải có đầy đủ thủ tục như nội quy đã đề ra biết việc này cần phải trực tiếp với người có thẩm quyền nên trò xin được vào gặp ông giám đốc nhưng rồi cũng bị từ chối luôn thế là hai món bừa bối đem ra xài điều không hiệu nghiệm trò chỉ còn nước quay về vừa quay gót trở ra thì may thay ông giám đốc đi ngang qua và thấy trò ông liền ghé vào sau khi nghe người trực diện báo cáo ông giám đốc mời trò lên phòng riêng thăm hỏi rất âm cầm hiểu được ý nguyện của trò Ông liền ký giấy cho nhập viện Đầu đuôi sự việc diễn biến như vậy đó Quý thầy thấy mình tu hành có nhiều phép lạ không? Chúng tôi chỉ biết cười và gật đầu khâm phục sư Nói chuyện với sư khoảng nửa giờ đồng hồ Chúng tôi rời khỏi bệnh viện Trên đường trở về chùa Những ấn tượng đẹp qua buổi tiếp xúc với sư lần này Cứ gây cảm xúc trong tôi mãi mãi Cùng là con người với nhau chẳng ai giống ai. Có những người khi nhìn qua tướng mạo, tự nhiên trong lòng ta khơi dậy những tình cảm tốt đẹp. Họ không hề hao hơi tốn sức thuyết pháp mà vẫn làm rung động được trái tim kẻ khác với phong thái trang nghiêm như dáng núi, gương mặt tươi vui như hoa nở. Tất cả nhịp đặc tính ấy là nguyên nhân chính giúp sự mau chóng thu phục lòng người. Phải chăng cái hảo tướng ấy phản ánh một nội tâm thuần khiết. Thế rồi, thời gian cứ âm thầm trôi qua. Thỉnh thoảng tôi có dịp ghé vào Phật Bổ Tự và biết tin sư qua lời kể của Thầy Giác Liêm. Bệnh trạng của sư cũng thăng trầm như sự đời đổi thay thay đổi vô chừng. Tôi e rằng nếu tình trạng này kéo dài, sư sẽ về núi theo gương thầy tổ thực hiện ý nguyện đã định. Một tuần sau, Thầy Liêm cho tôi biết là sư đã xin xuất hiện và lại tiếp tục cuộc du hành. Lần này sư không về núi như tôi vẫn tưởng và cũng chẳng bộ hành như trước mà là thủy hành. Một thân một thuyền với tam y nhất bác, sư du phương trên những con sóng nhấp nhô trôi nổi đến mọi miền đất nước. Có thể thấy trên con đường tu hành không chỉ có nhân vị sư nổi tiếng được người khen mà còn có những vị sư tu hành đầu đà, những linh hồn giản dị và kính đáo, nhưng lại tỏa sáng trong tâm hồn của những ai may mắn gặp gỡ. Họ là những người gương mẫu, là nguồn động viên và sự truyền cảm hứng cho những ai đang đi trên con đường của tu tập và tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống. Nhưng trên hết, những vị sư này là những biểu tượng sống về sự khiêm nhường và lòng từ bi những đức tính mà tất cả chúng ta có thể học hỏi và lấy làm gương mẫu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Hãy tiếp tục lắng nghe và học hỏi từ những câu chuyện về những vị sư tu hạnh đầu đà để ta có thêm niềm tin và động lực trong hành trình tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống và sự bình an trong lòng. Thế giới Phật giáo khuyến khích sự đa dạng và sự cởi mở, giúp mỗi người tu tập phát triển theo cách riêng của mình mà không phải lo lắng về sự so sánh hay là cạnh tranh các vị sư không nhất thiết phải theo đuổi danh tiếng hay sự nổi tiếng mà thay vào đó họ tập trung vào việc nâng cao sự tu hành và tâm linh của mình tinh thần này giúp cho mỗi người tu tập tìm thấy sự yên bình và bình an trong lòng không bị áp đặt bởi những tiêu chuẩn hay kỳ vọng từ bên ngoài thay vào đó họ học cách trân trọng và đánh giá cao những gì mình đang có và tìm kiếm hạnh phúc từ bên trong. Nhìn nhận những vị sư giảng trị và kính đáo trong hành trình tu tập không chỉ giúp chúng ta thấu hiểu hơn về sự đa dạng của con đường tu hành, mà còn giúp chúng ta tôn trọng và trân trọng những nỗ lực và đóng góp của mỗi người đang kiếm tìm cho mình sự giải thoát và bình an trong tâm thức. Cuối cùng, chúng tôi xin kính chúc quý Phật tử luôn có lòng tin và động lực để tiếp tục hành trình tu tập, luôn tìm kiếm ý nghĩa và giá trị đích thực trong cuộc sống xung quanh mình. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử và quý khán thính giả thân mến, sự việc sư Minh Tuệ đã tạm dừng bước khất thực mấy ngày qua đã khiến cho quần chúng nhân dân vô cùng quan tâm và lo lắng cho sư. Mọi người đặt câu hỏi, vậy sư đã đi đâu? Sư thực sự đã ẩn tu nơi không ai biết đến hay là sư đang bị một vấn đề gì đó mang tính chất chủ quan, dân dân? Đường phố không còn những đoàn người tấp nập kéo nhau trên đường đi theo sư Minh Tuệ. Thay vào đó là sự im lặng và hoài nghi từ dư luận. Đã có không ít thông tin được chia sẻ trên mạng về việc sư Minh Tuệ tự nguyện dừng việc bộ hành. Xong, chúng tôi thiết nghĩ một người phi thường như sư Minh Tuệ thì dù ở đâu, sư cũng sẽ được bảo vệ và gia hộ bởi Phật Pháp. Chắc chắn sư sẽ được bình an. Mặc dù sư đã tạm ngừng việc khất thực, nhưng chúng tôi tin rằng bước chân của sư sẽ được hàng triệu quần chúng ở khắp nơi tiếp nối các bài học, các giá trị mà sư đã khơi gợi nhắc nhở lại cho mọi người dân việt nam nói chung phật tử nói riêng sẽ được lưu truyền và gìn giữ mãi về sau việc sư minh tuệ tạm dừng việc bộ hành chúng tôi nghĩ rằng có lẽ đây là một quyết định phù hợp với thời điểm và bối cảnh hiện nay phật tử và quần chúng kính quý sư nhưng cũng lo cho sư khi có quá nhiều người vì ngưỡng mộ mà theo từng bước chân sư 24 trên 24 trong suốt cả một tháng qua. Sư tạm dừng bộ hành, nhưng bước chân bộ hành của sư đã khắc ghi vào tâm thức của người dân Việt Nam, một hình ảnh sống động của một học trò của Đức Thế Tôn nguyên sơ chân thật nhưng rất dũng mãnh. Sư chỉ bình lặng bước đi mà đã làm lay động hàng triệu trái tim, trở thành một bài pháp sáng chói giác ngộ quần chúng mang lại cho họ niềm tin về chánh pháp của Đức Phật và niềm tin vào cuộc sống và những điều tốt đẹp ở xung quanh mình. Đối với mọi chúng ta, hình ảnh của Sư Minh Tuệ đã vượt qua phạm vi một tôn giáo. Nó đã làm lay động quần chúng và kể cả những nhà tu hành ở những tôn giáo khác. Và nó không chỉ ở trong phạm vi của Việt Nam mà nó đã lan ra tới phạm vi của cả thế giới. Hình ảnh của sư là một hình ảnh của sự đoàn kết, vượt ra khỏi tôn giáo, vượt ra khỏi biên giới của một quốc gia. Hình ảnh đó làm chúng ta thấy rằng thật là tự hào tuyệt vời và may mắn khi Việt Nam có được một công dân như sư Minh Tuệ. Hôm nay sư dừng bộ hành, nhưng những việc làm của sư Minh Tuệ trước đó chỉ trong một thời gian rất ngắn thôi đã trở thành một biểu tượng của đạo phật và đó cũng chính là biểu tượng cho tất cả những giá trị cao đẹp của dân tộc việt nam sự kết nối giữa hai giá trị giá trị của đạo phật và giá trị cao đẹp của dân tộc việt nam chúng ta chân thật đạo đức giản dị mạnh mẽ từ bi trí tuệ và đoàn kết xin được cúi đầu cảm ơn sư đã xuất hiện ở nơi đây với chúng ta để chúng ta có được cái cơ hội nhìn thấy cuộc sống nhìn thấy đạo phật nhìn thấy dân tộc chúng ta đẹp như thế nào sư minh tuệ làm chúng tôi nhớ đến một đoạn trong bài cáo bình ngô của nguyễn trãi một tác phẩm được đánh giá là hùng văn muôn thuở như nước đại diệt ta từ trước vốn xưng nền văn hiến đã lâu núi non bờ cõi đã chia phong tục bắc nam cũng khác từ triệu đinh lý trần bao đời xây nền độc lập cùng hán đường tống nguyên mỗi bên hùng cứ một phương tuy mạnh yếu cùng lúc khác nhau song hào kiệt đời nào cũng có có thể nói dân tộc việt nam chúng ta rất may mắn vì đời nào chúng ta cũng có những hào kiệt đất lành thì sinh nhân kiệt Sư Minh Tuệ xứng đáng là một công dân ưu tú của dân tộc Việt Nam, tấm gương của một bậc chân tu. Sư Minh Tuệ đã cho chúng ta rất nhiều các bài học. Chúng tôi xin chia sẻ một bài viết của một cá nhân được mọi người trên mạng xã hội đặt cho cái tên là thích phản biện, chia sẻ bài học của riêng ông từ tấm gương của sư Minh Tuệ. Chúng tôi học được sáu chữ rất là quan trọng một là thiểu dục tri túc hai là câu chuyện về cúng dường ba là câu chuyện về tài sản bốn là câu chuyện của hành pháp và giảng pháp năm là câu chuyện thái độ đối với quần chúng và sáu là mục tiêu tối thượng thiểu dục tri túc ở một bậc chân tu như sư minh tuệ chúng ta thấy sư chỉ ba y một bát ăn một bữa một ngày ở ngoài trời ở nghĩa địa ở gốc cây, đầu trần chân đất. Đối lập với những hình ảnh giản dị đó là một bộ phận. Chúng tôi chỉ dám nói là một bộ phận thôi và hy vọng đó chỉ là một bộ phận nhỏ trong xã hội này. Những con người y áo sang trọng, chùa to tượng lớn, đủ mọi tiện nghi vật chất, đồng hồ đắt tiền, trang sức điện thoại, ô tô, nhà lầu, máy lạnh, đi đâu cũng có người phục dịch cúng phụng cúng dường. Bậc chân tu ăn một bữa một ngày, không nhận tiền, không đòi hỏi cúng dường, chỉ nhận thức ăn vừa đủ một lần trong ngày, không nhận thêm, không để dành qua ngày hôm sau. Khác biệt và đối lập hoàn toàn với một số tu hành, tặng ni, nhận tiền vàng đô la, đất đai, nhà cửa, đang khát khao cúng dường bằng mọi hình thức, mọi thủ đoạn, để dơ vét tiền bạc của phật tử của chúng sanh, tài sản của bậc chân tu không có tài sản không tích lũy buông bỏ tất cả. Trong khi đó một số cá nhân tu hành tài sản nhiều vô kể, nhu cầu tích lũy vật chất vô cùng to lớn. Bậc chân tu hành pháp một cách nghiêm túc tuyệt để. Đây chính là điều mà chúng ta nói đến chữ dũng mạnh đối với sư minh tuệ nhìn vào sư minh tuệ người phàm chúng ta có thể quan sát thấy bằng mắt đó là sự nghiêm túc hành pháp của sư sự không cần nói nhiều nhưng mà chính cái thân giáo của sư thì đã là một sự hoàn pháp rất mạnh mẽ đối với một số vị chân giả thì sao họ ngồi trên ghế cao lộng lẫy như vua chúa ban phát giáo pháp cho chúng sinh thường xuyên xuyên tạc giáo lý của đức phật thậm chí còn dám sửa cả ngũ giới của Đức Phật. Họ tự do xàm ngôn, lợi dụng Phật giáo để tuyên truyền mê tín dị đoan và luôn luôn hăm dọa chúng sinh, dùng các thuyết nhân quả độc hại để trục lợi, bắt buộc chúng sinh cúng dường. Thái độ với quần chúng, bậc chân tu nói năng khiêm hạ, xưng con với Phật tử, không bao giờ tự gắn cái mát, các cái danh hiệu và luôn xem mình chỉ là đệ tử thực hành theo lời dạy của Đức Phật mà thôi. Còn chân giả thì như một sư dương rất chú trọng nghi lễ, lễ bái, bắt Phật tử quy lai mình. Ai góp ý thì cho là giặc, là phản động, được tổ chức một cách bài bản có hệ thống. Mạng lưới truyền thông mạnh mẽ bên chặt từ trên xuống, từ trong nước cho tới nước ngoài. Đặc biệt gần đây, còn xâm nhập sâu sắc vào thanh thiếu niên, một quy mô rất lớn. Những người này bên cạnh việc tu hành thì họ làm đủ thứ nghề, nghề thầy tu, nghề thầy thuốc, nghề thầy bói. Họ bán thuốc, họ chữa bệnh, chữa đủ thứ các loại bệnh, được cho là bệnh nghiệp, bệnh nhân quả. Rồi họ thuyết giảng đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, chứ không phải chỉ giáo lý của Đức Phật. Từ những chuyện tình yêu nam nữ, chuyện quan hệ tình dục, thảm ái, đủ thứ chuyện trên đời. Họ gắn trên người mình rất nhiều loại các danh hiệu tiến sĩ Phật học, tiến sĩ luật học, nhân tài, đất diệt, dân dân. Mục tiêu tối thượng của Bậc Dân Tu là ý nguyện tu để trở thành người giác ngộ, để trở thành Đức Phật rất là mạnh mẽ, rất là triệt để và chỉ có một mục tiêu duy nhất đó mà thôi. Khi tu hành rồi thì tự khắc sẽ giáo hóa được chúng sinh. Bài học rất là rõ nét giống như thời Đức Phật và Tăng Đoàn của Ngài lúc còn tại thế. Trái ngược với bậc chân tu, chân giả luôn nói đến độ sinh, độ chúng sinh. Buồn cười ở chỗ, chính họ còn tu chưa xong, tu chưa tới đâu mà lại đi dẫn đường thuyết pháp thì dẫn đường cho ai được. Cũng giống như người không biết bơi mà lại kéo cả triệu người bơi sang sông với mình thì chẳng phải sẽ có người bị chết đuối hay sao? Chúng ta thấy rằng ở đây chúng tôi chỉ muốn nói rằng việc so sánh này là so sánh giữa một bậc chân tu với một bộ phận không phải là số đông các vị tu đang lầm đường lạc lối với giáo lý của Đức Phật ngoài kia rất rất nhiều các nhà sư chân chính, uy tín và nổi tiếng đang thực hiện con đường Đức Phật đã dạy. Mỗi người có một hành nguyện để tu và chùa to tượng lớn cũng rất là quan trọng. Bởi vì bây giờ có hàng trăm ngàn tín đồ theo học đạo thì chùa to tượng lớn là đương nhiên. đây chính là nơi để giáo hóa được đông đảo chúng sinh. chùa to tượng lớn không phải là không tốt mà chính hành động của một số cá nhân đang tu tập ở trong đó đang làm mất đi giá trị cốt lõi của Đạo Phật, làm cho quần chúng hoang mang. Và họ tự đặt câu hỏi trở lại, chùa to tưởng lớn để làm gì? Có ích gì? Trước khi sống và thực tập ở nơi chùa to, người tu hành chân chính phải tu cho triệt để, phải đạt được đỉnh cao của sự giác ngộ giải thoát, buông bỏ được hết mọi tham sân si, ở đời của chính mình rồi sau đó mới nghĩ tới giác ngộ chúng sinh nếu bản thân mình còn chưa tu tới nơi thực hành chưa tới chốn mà đã muốn cứu độ chúng sinh thì hãy cẩn trọng với những phát ngôn những thuyết pháp của chính mình rõ ràng trong thời gian qua khắp mạng xã hội đăng tải lan truyền rất nhiều hình ảnh sai trái của một số vị tu được quần chúng gọi là xàm tăng chúng ta quan sát thấy rất rõ rằng một số sàm tăng đã lợi dụng lòng tin và Phật Pháp của quần chúng và cố tình bẻ công giáo Pháp của Đức Phật, thuyết giảng về nhân quả, truyền bá mê tín dị đoan, gây hoang mang cho dư luận, khiến cho không ít các Phật tử nghe theo, bị dẫn dắt vào sự u mê, gây ra một hệ lụy rất đáng tiếc. Khi cái gốc chưa vững mà xây chùa to tượng lớn, thì ở đây còn có ý nghĩa về sự xa hoa phung phí trong lối sống của một bộ phận những người tu. Từ hình ảnh của sư Minh Tuệ, bậc chân tu và hình ảnh hiện nay trong lối sinh hoạt mà mắt thường có thể quan sát được của một bộ phận các tu sĩ, chúng ta thấy rõ rằng hàm ý về câu chuyện chùa to tượng lớn là để nói lên rằng cái tính thiểu dục tri túc trong câu chuyện này Chúng tôi tự đặt câu hỏi liệu đồng tiền và các tài sản vật chất có phải đã và đang làm tha quá làm hỏng đi đường tu chân chính của một số tu sĩ hay không? Những con sâu đang làm rầu nồi canh ở ngoài kia, những người đang làm cho Phật Pháp ngài bột xa rời quần chúng. Mãi cho tới khi Sư Minh Tuệ xuất hiện như một cơn mưa rào tắm mát thân tâm của mỗi người người ta ví gặp sư minh tuệ giống như người chết khác trên sa mạc gặp được nước. Sư như một luồng ánh sáng hào quang chiếu rọi, xuyên tâm mọi trái tim đang bất ổn, đánh thức niềm tin vào Phật Pháp một cách đầy trí tuệ của mọi người sau một thời gian dài bị dẫn lối u mê. Nói đến đây, sẽ có một số cá nhân sẽ cho chúng tôi đang cuồng tính sư minh tuệ quá mức bôi nhọ các nhà sư nọ kia. Nhưng không, chúng tôi chỉ đang trình bày quan điểm cá nhân và chúng tôi chỉ nói đến một số nhà sư sàm tăng hiện rõ trên mạng xã hội những ngày qua. Chúng tôi chỉ nói tới một số rất ít những sàm tăng và những người được chỉ ra này luôn có những bằng chứng hết sức xác thực. Quần chúng lên án các sàm tăng một cách rất rõ ràng trước khi sư minh tuệ xuất hiện, chứ không phải là lấy cơ hội của sư minh tuệ quần chúng mới nói về câu chuyện này hình ảnh của sư minh tuệ chỉ như là một phát súng bắn vào đích để thức tỉnh mọi người bằng tiếng vang của nó mà thôi tuy nhiên chúng ta cũng tự hỏi các nhà sư chân chính cũng đang ở đâu các sư có đang lắng nghe quần chúng nhân dân hay không khi quần chúng nói về xàm tăng và chỉ ra rất nhiều những biểu hiện của xàm tăng với rất là nhiều bằng chứng rõ rệt thì các sư đã và đang làm gì? Chỉ đến khi quần chúng chỉ thẳng vào chùa to tượng lớn của một bộ phận tu sĩ sai lệch thì các sư mới bắt đầu lên tiếng bảo vệ cho tôn giáo của mình. Các sư có đang thực sự công bằng với Phật tử quần chúng và với nhân dân cả nước hay không? Liệu chuyện Hoàng Pháp xây chùa rất to để Hoàng Pháp để dạy dỗ cho mọi người có thực sự cần thiết hay không? Trong khi đó, những kẻ xâm phạm giáo pháp của Đức Phật, thay đổi giáo pháp của Đức Phật, nói những điều săn bậy để gọi là trục lợi từ hàng triệu tín đồ, thì các sư im lặng, rồi ra một vài văn bản không có tính răng đe kiểm điểm gì hết. Liệu như vậy thì đã quăng pháp hay chưa? Trở lại câu chuyện Phật tử, cũng như những người dân luôn luôn tin tưởng và yêu quý giáo pháp của Đức Phật và những người đại diện chân chính của Đức Phật. Chính vì sự tôn trọng đó nên chúng ta mới có chùa to tượng lớn. Nhưng cái rất quan trọng rằng Phật tử và quần chúng cũng rất kỳ vọng các nhà sư chân chính cần phải bước ra thêm một bước nữa khỏi dụng an toàn của mình, nói lên những tiếng nói chân thực của đạo pháp để chống lại những kẻ xàm tăng đang làm hại quần chúng làm hại phật pháp và làm hại dân tộc sư minh tuệ đã tạm dừng bước khất thực trên đường nhưng mà chúng tôi tin rằng bước chân của sư sẽ được hàng triệu triệu quần chúng ở khắp nơi tiếp nối các bài học các giá trị mà sư khơi gợi và nhắc nhở lại cho người dân việt nam các phật tử sẽ được lưu truyền và gìn giữ những điều hay lẽ phải từ sư minh tuệ sư minh tuệ là một thí dụ điển hình để nhắc nhở từng công dân Việt Nam, từng phật tử rằng mỗi chúng ta đều có từ bi, đều có trí tuệ, đều có đạo đức, đều có thể sống chân thật, thiểu dục, tri túc. và sư chỉ nhắc nhở lại thuộc tính của dân tộc Việt Nam đã có mà thôi. và chúng tôi cũng tin tưởng rằng bóng tối đâu đó sẽ bị xua tan, ánh dương của trí tuệ và từ bi đã được thắp lại trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Và một lần nữa, xin cảm ơn sư Minh Tuệ đã ở đây nơi này trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Cảm ơn quý Phật tử và quý khán tín giả đã theo dõi video của chúng tôi. Quý vị hãy để lại bình luận và ý kiến của quý vị dưới phần bình luận của video. Mọi ý kiến của quý vị sẽ giúp cho chúng tôi những người làm truyền thông Phật giáo sẽ có thêm những cái nhìn đa chiều từ khán giả, từ đó sẽ hoàn thiện hơn trong những lời bình trên kênh trong những video này. Kính chúc quý Phật tử và quý khán thính giả đang nghe pháp học đạo thân tâm luôn an lạc, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống này. Nam mô A Di Đà Phật. Quý Phật tử và quý khán thính giả thân mến, khi nhắc đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng ta không chỉ biết đến Ngài là một bậc thầy trong lịch sử tâm linh Phật giáo, mà còn là biểu tượng của sự giác ngộ và lòng từ bi vô hạn. Trong cuộc đời của Ngài, không chỉ đơn thuần là một chuỗi các sự kiện lịch sử, mà còn là một hành trình quyền diệu đầy những phép màu không tưởng chỉ có thể xuất hiện ở những bậc dĩ nhân bảy đóa sen vàng nâng gót ngọc ba ngàn thế giới đón như lai trong lịch sử phật giáo có ghi lại một sự kiện vô cùng đặc biệt khi đức phật vừa đản sanh ngay khi mới chào đời đức phật thích nam mâu ni đã thực hiện một hành động độc đáo và kỳ diệu ngài đã bước đi bảy bước đầu đời và mỗi bước đều làm nên một phép màu với hoa sen nở rộ dưới chân ngài Đến bước thứ bảy, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất. Ngài nói rằng, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Điều này không chỉ là một hiện tượng tâm linh, mà còn là biểu tượng cho sự thần kỳ và sự ưu diệt của Đức Phật. Bảy bước chân của Đức Phật không chỉ là một sự lạ kỳ của một đứa trẻ mới sinh mà còn mang ý nghĩa sâu sắc về sự vượt ra khỏi dòng luân hồi của Ngài. Theo lịch sử Phật giáo ghi lại, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã đi qua và vượt ra khỏi sáu thế giới của luân hồi, từ địa ngục đến thế giới của ngạ quỷ súc sanh loài người Atula, và cuối cùng là thế giới của loài trời. Khi Ngài bước qua mỗi thế giới này, mỗi bước là một bước vượt qua cảm xúc khổ đau và sự ràng buộc của thế gian để đạt được sự giải thoát và giác ngộ tối cao vì vậy khi đức phật bước qua bảy bông sen điều này cũng đồng nghĩa với việc ngài vượt qua mọi gian khổ và thách thức trong hành trình của mình bằng cách này sự kiện này không chỉ là biểu tượng của sự kỳ diệu mà còn là một minh chứng cho sức mạnh và khả năng vượt qua của tâm linh trong mọi khía cạnh của cuộc sống đó là biểu hiện của sự giác ngộ và tự do tối cao mà chúng ta có thể tìm kiếm và đạt được thông qua việc tu tập và hiểu biết về lịch sử và hành trình của Đức Phật thích ca mâu ni điều này thực sự là một hiện tượng kỳ lạ và khó có thể lý giải vậy ý nghĩa đặc biệt của bảy bước qua sen là gì bước chân thứ nhất là hướng về phương đông làm người dẫn đường cho các chúng sinh phương đông và hướng mặt trời mọc mặt trời đem đến ánh sáng cho thế gian ngài hướng về phương đông thị hiện để chúng sinh biết rằng ngài là bậc đạo sư tối thượng là ánh sáng trí tuệ cao quý nhất đem đến cho chúng sinh không chỉ đời này mà còn vô lượng kiếp về sau bước chân thứ hai hướng về phương Nam. Làm ruộng phước thành của nhân thiên, Ngài nhìn về phương Nam thị hiện để chúng sinh biết rằng Ngài là ruộng phước tối thắng cho tất cả chúng sinh. Bước chân thứ ba Bước chân thứ ba hướng về phương Tây là kiếp cuối cùng của luân hồi sinh tử. Trong Phật giáo, phía Tây có nghĩa là phía ngơi nghỉ. Ngài nhìn về phía Tây thị hiện cho chúng sinh biết rằng đây là thân cuối cùng của Ngài trong dòng luân hồi sinh tử. Điều này từng được Đức Thế Tôn thuyết. Này, các thầy tỳ kheo, Như Lai là bậc tối thượng trong tam giới, là bậc chỉ còn kiếp sống cuối cùng, không còn quẩn quanh trở lại trong tam giới nữa, là bậc tôn quý, vô thượng, không ai sánh bằng. Bước chân thứ tư hướng về phương Bắc. Ngay trong kiếp này, chứng đắc Phật quả. Ngài nhìn về phương Bắc thị hiện cho chúng sinh biết rằng Ngài sẽ đắc đạo vô thượng Bồ Đề ngay trong kiếp cuối cùng này. Bước chân thứ năm, nhìn xuống phương dưới chiếc phục binh ma. Bước thứ năm, Ngài nhìn xuống phương dưới thị hiện cho chúng sinh biết rằng sự xuất hiện của Ngài trong cuộc đời này là để hàng phục các loài ma. Bước chân thứ sáu, hướng lên phương trên là chỗ quy y cho nhân thiên sáu cõi. Bước thứ sáu, Ngài nhìn lên phương trên là cõi trời, thị hiện cho chúng sinh biết rằng Ngài là nơi để trời, người và tất cả chúng sinh quay về nương tựa, thoát ly khỏi luân hồi sinh tử. Bước chân thứ bảy, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, bậc tối thượng tôn quý. Đến bước chân thứ bảy, Ngài dừng lại, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất và tuyên bố rằng thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn vô lượng sanh tử ý kim tận hỷ cũng qua câu tuyên ngôn này của thái tử thì nhiều người đặc biệt là các tôn giáo khác cho rằng đạo phật là đạo vô ngã vì tha không kiêu mạn thế nhưng đức phật vừa ra đời đã tự tuyên bố duy ngã độc tôn có nghĩa là ta là tôn quý nhất điều này không đúng với tinh thần tạo phật nhưng tìm hiểu về cuộc đời của ngài chúng ta thấy rằng đức phật ra đời với bản quyền là cứu độ chúng sinh ngài là nơi để chúng sinh quy hướng về ngài tuyên bố như vậy để cho vũ trụ hoàn cầu này biết rằng đấng tối Tôn đã ra đời nơi quy hướng nơi nương tựa của muôn loài đã xuất hiện để chúng sinh biết đến ngài quy hướng về ngài và được ngài hóa độ lời tuyên bố của Ngài là tuyên ngôn bất hủ và là sự thật, không phải là lời kiêu mạn. Ngài là bậc tối thắng thật sự, đức khiêm tốn, khiêm hạ của Ngài thì không ai sánh bằng. Chúng ta còn nhớ câu chuyện khi Ngài chứng đắc quả vị Phật. Ngài dùng thiên nhãn quán sát trong nhân gian xem còn có ai tôn quý, xứng đáng làm thầy để Ngài đến đảnh lễ. Nhưng Ngài không thấy một ai dù là trời, người hay trong cõi ma, không một ai có đầy đủ đức trí như Ngài. Khi ấy, Ngài đã quay về đánh lễ Pháp và chân lý mà Ngài đã chứng đạt được. Ngài thành Phật rồi, Ngài vẫn tìm Thầy để Ngài đánh lễ, thì chúng ta thấy Đức Phật là bậc có tâm khiêm hạ, Tốn kính tối thượng. Cho nên về công hạnh chân đức và thật đức, thì quả thật không một ai bằng Ngài dù là chư thiên phạm thiên cũng không thể sánh bằng do đó ngài tuyên bố mà ngài không hổ thẹn bởi lời ngài tuyên bố là hoàn toàn đúng hoàn toàn xác đáng ngài xứng đáng là nơi quý hướng của tất cả chúng sinh bên cạnh đó đức phật cũng tuyên bố rằng nhất thiết thế gian sinh lão bệnh tử có nghĩa là thế gian sinh lão bệnh chết những ngài đã vượt thoát luân hồi sanh tử. Chúng ta thấy được từng bước chân của Đức Phật thích ca khi đản sinh đều có ý nghĩa rất sâu sắc và cao thượng, và cũng báo hiệu ngài là bậc tối thượng, tối tôn không ai sánh bằng. Bảy bước chân của ngài cũng có ý nghĩa là ngài đã đi qua hết cả lục đạo luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, loài người, ả tu la, quỷ thần, loài trời. Ngài cũng vừa qua. Cho nên, Ngài bước qua sáu bông hoa sen này, ý nghĩa rằng tất cả sáu cõi, Ngài đều không còn sinh vào nữa. Có nghĩa là Ngài đã ra khỏi lục đạo luân hồi và đứng ở bông sen thứ bảy rồi. Chúng sinh còn trôi lăn trong lục đạo luân hồi, nhưng Đức Phật đã đi qua lục đạo luân hồi, không còn ở trong tam giới này nữa. Ngài đã tuyên bố, ta là người đã bước ra khỏi tam giới này và ta là tôn quý nhất vì không ai bước ra khỏi lục đạo luân hồi này. Ý nghĩa của bảy bước qua sen không chỉ là về việc hiểu rõ hơn về sự hiện diện và tinh thần của Đức Phật mà còn về mong muốn của Ngài dẫn dắt chúng sinh ra khỏi dòng luân hồi sinh tử. Chúng ta có thể hiểu rõ hơn về sự giác ngộ và lòng từ bi của Đức Phật thông qua hành động kỳ diệu này mong rằng mỗi người trong chúng ta đều có thể bước đi theo bảy bước của Đức Phật từng bước một để dần thoát khỏi những cấu quế và phiền não của cuộc sống. Bằng cách này, chúng ta có thể giải thoát khỏi tri kiến mê lầm và những khổ đau của thế gian và tiến trên con đường giác ngộ để đạt được an lạc và hạnh phúc. Đó chính là ý nghĩa sâu xa của bảy bước qua sen, một lời nhắc nhở về sự tỉnh thức và đạo lý của Đức Phật và một hướng dẫn cho chúng ta trên con đường của cuộc sống. Cuối cùng, chúng tôi xin cảm ơn quý Phật tử và quý khán thính giả đã dành thời gian quý báu của mình để lắng nghe những kiến thức Phật Pháp trên kênh của chúng tôi. Chúng tôi mong rằng quý Phật tử sẽ tìm thấy sự an lạc và ý nghĩa trong mỗi hành động và ý niệm hướng đạo của mình. Nam mô A Di Đà Phật.